Hello, lại là em Vũ Hải đây các bác ơi. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên đường một dàn cày phá lâm tầm trung dành cho máy 340 HP, sử dụng đường kính chảo 610 lưỡi khế của Canada. Lên đường về với lại anh em Đan Phượng Hà Nội. Đấy, Đan Phượng Hà Nội này. Thế và một dàn cày 5 chảo dòng Meyer mặt bích xịn sò to chống nước này. Lên đường về với này anh Trung ở Thanh Oai Hà Nội. Đấy thì dàn bên em thì giờ phút này đã xong. Ok, nên là em cũng quay lại clip lại giới thiệu và gửi tới anh em tham khảo, cũng như là anh em quan tâm đến mặt hàng bên em thì vào chia sẻ cũng như là tặng tim tặng like cho em và ủng hộ cho em để kênh của em phát tán và sẽ được nhiều anh em biết đến hơn. Đấy thì sử dụng là đường kính chảo 510 lưỡi nhập khẩu thì của Ấn Độ, hàng cao cấp loại 1. Thế rồi là như con kia thì lưỡi nhập khẩu của Canada, hàng cao cấp chịu đá, chịu va đập, chống mài mòn. Hàng này thì nói thật với anh em là đóng cho cày ruộng nên là ít nói đến là chịu đá, chịu va đập anh em nhé. Có khi về ấy. Đóng tem chưa đóng tem. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhé. Kính chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.